Xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với bài học tùy biến ribbon và quick access toolbar. Như các bạn đã biết trong bài học trước, quick access toolbar là bao gồm một số chức năng thường hay được sử dụng nhiều nhất. Ví dụ như là chức năng Say chức năng undo, redo. Còn ribbon là bao gồm các thẻ, các nhóm, các nút chức năng. Và do nhu cầu làm việc hoặc là thói quen của các bạn các bạn muốn thay đổi các cái nút chức năng trên thanh Quick Access Toolbar hoặc thanh Ribbon thì chúng ta sẽ làm việc như thế nào? Thì để thay đổi hay là tùy biến thì rất đơn giản. Các bạn đưa chuột đến một vị trí bất kỳ trên thanh Ribbon, sau đó bạn sẽ nhấp chuột phải. Và lúc này bạn sẽ thấy xuất hiện một cái menu ngữ cảnh. Trên menu này nó bao gồm một số mục. Trong đó, mục đầu tiên là remove from quick access toolbar. Khi bạn chọn mục này là tương ứng với chức năng mở ra một hộp thoại cho phép bạn có thể gỡ bỏ, thêm, thay đổi các lệnh các nút chức năng ở trên thanh quick access toolbar. Còn khi các bạn chọn dòng chữ show quick access toolbar below ribbon thì bình thường là cái thanh quick access toolbar nó nằm phía trên của thanh ribbon. Bây giờ khi chúng ta chọn cái một Show Quick Access Toolbar Ribbon thì cái thanh Quick Access Toolbar sẽ bị chuyển xuống vị trí phía bên dưới của thanh Ribbon. Ví dụ ở đây, bạn thấy ở đây là thanh Quick Access Toolbar tôi là đang có các nút chức năng là Save, Undo và Redo. Tôi sẽ đưa chuột đến một vị trí bất kỳ thanh Ribbon, tôi kích chuột phải, tôi chọn mục Custom Quick Access Toolbar và phía ô bên tay phải này các bạn thấy rằng có sẵn các nút là xây undo redo và một cái nút gọi là Chris form selection bây giờ tôi muốn bỏ cái anh cái nút chức năng Chris form selection đi thì chúng ta chỉ cần chọn anh này và chúng ta chọn remove và tôi muốn đưa thêm một cái nút chức năng nào đó thì các nút chức năng thể hiện ở phía bảng bên phía tay trái bạn có thể tìm kiếm cái nút chức năng của mình bằng cách bạn Chọn vào cái hộp thoại phía trên này để bạn định dạng ra, nhớ được xem là uh, cái nút chức năng đấy làm ở thẻ nào. Ví dụ tôi uh, uh, tìm vào trong thẻ Home tab này và tôi sử dụng một cái nút chức năng là bôi động là bone. và tôi sẽ thêm vào, khi muốn thêm tôi chọn S và bạn thấy ở bên đây chức năng BOLS đã được thêm vào trong quỹ access thứ 3 và sau đó chúng ta chọn OK. và để ý kỹ các bạn sẽ thấy chức năng bôi đậm đã được đưa lên trên thanh Quick Access Toolbar bên cạnh nút Access Toolbar này các bạn thấy có một nút tên một các bạn thấy một cái mũi tên gọi là mũi tên sổ xuống và một trong mũi tên này các bạn cũng thể lựa chọn một số cái chức năng mà thường hay sử dụng mới được sử dụng gần đây nhưng công tính năng ở đây là show below the ribbon khi chúng ta kích vào nút này các bạn sẽ thấy thanh Quick Access Toolbar sẽ được đưa xuống phía dưới của thanh Ribbon và bạn muốn đưa lên thì bạn làm ngược lại kích chuột vào đây và chọn Show Above đấy là đối với Quick Access Toolbar còn Ribbon thì chúng ta đưa chuột vị trí bất kỳ trong Ribbon kích chuột phải rồi chúng ta chọn Customize Ribbon. phía bên tay phải là thể hiện những cái thẻ hay là các tab hiện nay đang được hiển thị trên thanh Ribbon đó những những cái thẻ Home insert special v vân. Và những thẻ mà được đánh dấu tích ở đây. Ví dụ ở đây có một cái thẻ là thẻ developer không được tích vào. Bây giờ tôi sẽ tích vào. Có nghĩa rằng tôi đồng ý với việc là cái thẻ developer sẽ được hiển thị ở trên thanh ribbon. Chọn ok. Và bây giờ bạn sẽ thấy cái thẻ developer đã xuất hiện trên thanh ribbon. Và bây giờ bạn muốn loại bỏ cái thẻ này đi thì chúng ta lại click chuột phải. Chọn customize the ribbon và chúng ta bỏ tích tạo à, cái mục developer rồi ấn ok